tháng 3 nó có ở Quốc Bình. Hôm nay mình dựng cái chương trình là rất là ý nghĩa đối với bản thân mình, còn mình nghĩ là đối với tất cả các bạn. Và trước tiên như thế này, mình cũng xin chia sẻ cái tình cảm của mình khi mà mình được thông qua cái chương trình. Cái cuộc sống của mình á thì cũng không mấy suôn sẻ. Từ nhỏ thì cũng giống như cái trường hợp của bạn Tú nãy, ba mẹ cũng có xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhưng mà ít ra thì cũng gọi là may mắn hơn bạn Tú. Mình cũng đã nhiều lần ở bên cạnh ba mẹ để tâm sự. Có khi á ba mẹ có những cũng không chưa có thể giải quyết được á, mình không mạnh dẫn nó ra mà mình biết hơn. Ba mẹ đi lần coi về đọc và cũng thấy nhận ra những cái điểm sơ mà có thể là hiểu được cho con mình và chia sẻ cuộc sống vợ chồng. Thì cuộc sống của gia đình mình nó em hơn. Như mấy năm mình học lớp 11, ba mình bị một căn bệnh quái ớt, nó cứ đi cuộc sống. Khi đó, nó kêu ba mất, ba có hứa là không có gái nào đi, ba sẽ ba mình chỉ đưa mình đến trường vào đúng năm lớp 1 và ba sẽ hứa ngày con đi thi đại học ba sẽ là người dẫn con đi. Nhưng cuối cùng ngày hôm đó ba mình đã nghe được đi rồi, mình cảm thấy rất là suy sụp, có thể là không thể nào vượt qua được. Thank you.